Đợt biến động mạnh trong những ngày vừa qua đã khiến cho giá trị vốn hóa tiền ảo toàn cầu bốc hơi gần 500 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo nhận định của ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs thì phần lớn tiền kỹ thuật số không thể tồn tại dưới dạng hiện tại trong vòng 10 năm tới. Giám đốc nghiên cứu đầu tư của Goldman Sachs là Chip Strong-In đã khẳng định là các nhà đầu tư tiền ảo nên chuẩn bị cho khả năng các đồng này mất toàn bộ giá trị khi chúng bị thay thế bởi các đối thủ trong tương lai. Ông Strong-In cũng nhận định rằng các biến động giá gần đây cho thấy nó là một bong bóng, do đó các loại tiền số hiện nay khó tồn tại được trong dài hạn. Do thời gian giao dịch chậm, thách thức về an ninh và chi phí duy trì cao. Mặc dù vậy, ông Strong-In cũng khá lạc quan về khối chuỗi công nghệ đằng sau các loại tiền ảo và cho rằng nó có thể giúp cải thiện hệ thống tài chính. Dù vậy, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu đầu tư của Goldman Sachs cũng cảnh báo công nghệ hiện tại vẫn chưa có tốc độ đạt yêu cầu cho việc giao dịch.